Ngọc Hoàng xin chào các bạn. Nhanh thật đấy, đã cuối tháng 8 rồi. Các bạn đã chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập cho năm học mới này chưa? Ôi, cứ nghĩ đến chuyện mà phải tạm biệt những ngày hè vui chơi, thỏa thích, quay trở lại với trường lớp, sách vở. Ngọc Hoàng chắc chắn rằng các bạn nhỏ sẽ thấy bản thân mình hơi bị lười đấy. Và bây giờ cũng chính là vì lý do đó mà ngày hôm nay, Quà Tặng Tuổi Thơ sẽ cùng với các bạn làm những món đồ handmade thật thú vị để sẵn sàng chào đón một năm học mới nhé. Nào, chúng ta cùng làm! Trước tiên, chúng ta sẽ làm những đồ dùng học tập thật cần thiết nhé. Như là quyển sổ ghi chép này, ống bút và có cả ví đựng đồ dùng học tập nữa. Làm ống bút. Chúng mình dùng một ống nhựa cũ, cắt lấy một nửa thôi nhé. Theo, Ngọc Hằng sẽ lấy một tờ giấy trắng, vẽ hình chú mèo máy. Tô màu lên nào. Tô màu xong, lấy băng dính dán lên, rồi dùng kéo cắt ra nhé. Thế là xong phần mặt màu trắng của nhân vật rồi. Sau đó mới lấy một dải bìa màu xanh, dán phần mặt của chú mèo lên. Dán lên phần chai nhựa vừa cắt ra nào. Tèn tèn. Thế là đã hoàn thành một cái lọ cắm bút hình mèo máy. Rất đơn giản phải không các bạn? Chúng ta đã có một lọ cắm bút rất ngộ nghĩnh và đáng yêu mà lại còn rất tiện dụng nữa đấy. Tiếp theo, Ngọc Hằng sẽ cùng với các bạn làm quyển sổ mini để ghi chép nhé. Làm quyển sổ mini. Trước tiên, chúng mình lấy một tập giấy, cắt thành những hình tròn nhé. Sau đó dùng kim bấm cho giấy cố định lại với nhau. Thế là tạm xong phần ruột quyển sổ rồi đấy. Lấy giấy bìa xanh, cắt ra hai hình tròn, nhớ là phải băng hoặc lớn hơn phần ruột sổ một tí tẹo nhé. Cắt thêm một mẩu giấy nhỏ, dán nối hai phần bìa xanh để làm gáy quyển sổ. Dán phần ruột vào phần bìa nào. Gần xong rồi các bạn ơi! Giờ chúng mình trang trí cho cuốn sổ nhé. Vẽ cái mặt đáng yêu của anh chàng mèo máy như ở phần hướng dẫn làm ống bút. Rất dễ phải không? Thank you.
dán bằng keo này và cắt ra rồi dán vào phần bìa xanh. Ta-da! Đã xong! Vừa dễ làm vừa hữu ích. Chắc chắn là cuốn sổ tay này sẽ giúp chúng ta ghi chép rất nhiều trong năm học mới này đây. Các bạn ơi, bây giờ Quà Tặng Tuổi Thơ sẽ cùng với các bạn làm những chiếc ví để đựng bút nhé. Làm ví đựng bút. Ngọc Hằng đã chuẩn bị một ít vải nỉ, một cái khóa kéo và keo dán nữa này. Hai miếng vải nỉ bằng nhau hình chữ nhật. Dán vào hai bên mép vải của khóa kéo. Đôi hai bên bìa, cắt góc hơi tròn nhé các bạn. Dán mép ví lại nào. Gần xong rồi các bạn ơi, trang trí thêm chút nhé. Lấy giấy trắng vẽ một số 8 tròn xoe với cái đầu to, bụng nhỏ với 6 cái chấm tròn rồi cắt ra nào. Lần lượt dán lên mặt ví như thế này nhé. Làm thêm các chi tiết nhỏ như dây chuông đeo cổ, mắt, mũi, miệng và mỗi bên 3 cọng râu cho anh chàng ú mập này nào.
nhanh phải không các bạn? Chúng ta đã được học làm sổ mini này, ống bút này, những cái ví đựng đồ dùng học tập. Cực kỳ dễ làm nhưng lại rất hữu ích đấy. Các bạn ơi, bây giờ thời lượng của quà tặng tuổi thơ cũng đã hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn!